Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đi vào vườn nhà ông bà nội thì thấy trái thơm to nên làm video chia sẻ cho mọi người thấy. Trái thơm to không? Người ta gọi trái khóm đây. Của mình gọi là trái thơm. To rất là to, nó dài hơn 20cm luôn. Nó tính từ chân nha, 20cm. Không to cho anh thấy không? To, hoành nha. Hoành phải 50. To chưa? Thơm này rất là ngọt. Mọi người biết trái thơm gì loại của nước nào đó. To đây cũng trái nữa. To, tí mình hái về mình ăn thử luôn. To chưa? Trên 20 luôn nha. Rất to. Ô cũng hết luôn. Đó, vườn sầu riêng. Mai mốt chắc mình phải bán thơm này mọi người. Bán thơm này ăn rất là ngọt. Thơm này chỉ ăn thôi mọi người ạ. Chứ nấu ăn, nấu cá không ngon. Tại vì nó không có chua. Thơm này chỉ ăn chấm muối ăn thôi. Rất là tuyệt vời. Trồng rất là nhiều bụi. Mai mốt mình nó lên. Đây, mấy trái nhỏ nhỏ, trái này nhỏ hơn. Nó ba trái gấp luôn, nó hơi nhỏ nhỏ. Đây hai trái luôn. Đây, trái này không được to cho lắm. Đây, khi nó lúc còn xanh này. Lúc còn xanh này, như thế này đây. Rất là nhiều. Cứ ném đại bức la bức lốc. Rồi mà mốt nó lớn lên to lên, nó quá trời trái này. Cứ một bụi là một trái. Đó, đây trái chùm bao này này, chùm bao chín này này, quá trời luôn. Đó, mọi người thấy hay tặng cho mình một like nhé mọi người, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé.